đang cắn anh em ơi. Đang có hàng đang ngồi. Đang ngồi các bác ạ. Đấy, chết ngay. Ui, để ngồi cái này đạn. Đóng ngay, hít rồi. Ui. Đóng rồi anh em ơi. Này, con gì đây? Ui giời ơi, luôn. Ui giời ơi, luôn. Đóng rồi anh em ơi. Vứt cái này ra. Ui giời ơi. Đóng rồi anh em ơi. Ôi ôi. Mút à chấm. Rồi. Hàng đẹp anh em ơi. Cái mắc vào cái cần kia mất rồi. Hỏng. Ôi, hỏng hình bây giờ. Lôi lên. Chấm cỏ anh em nhé. Con này không cần vọt đâu. Rồi lên hết. Mặc bộ ghê này. Lên. Trời ơi, quá nhiều mà con này. Con chấm nó gầy nhom. Con này không có gì ăn.
mũi ba đấy. Mũi ba bắt hết rồi các bác ạ. À, sao rồi. Rồi, lấy được hàng anh em ơi. Dây rối hết rồi, chết rồi. Không sao. Ừ, đồng hồ em hơi nhỏ, gầy thật quá. Nằm yên. Nằm yên đây. Khỏe lắm. Rối hết dây dọa. Rồi, em về cho nó vào dọa các bác nhé. Gió quá các bác ạ. Về loại mắt rồi, vào đây yeah. Cá này cho nhiều nước nữa, cho nhiều trên đẹp quá. Ok thôi. Đi câu bực mình nhất là cá đang cắn thì rối dây các bác ạ. Bây giờ cái tầm trưa này, tầm này cá ăn mạnh. Giờ em phải cắt thay dây mới, không gỡ được. Tầm này chỉ có thay dây gỡ như thế này. Kể ra mà đi nó quấn làm bộ thẻo ở nhà trước cái đạp. Làm bộ trục. Đây buộc cho hai cần này cho nó phải mất 15 phút đây anh em ạ. Bực mình quá mãi được con cá. Quá đấy là nếu mà không bấm máy quay là em phải bỏ cần kia đang ngay mà bấm máy quay không có tay. Nói chung là không có có tay để cái cần kia đang. Đạt thế vừa chấm không mất quả phao. À, ok, buộc xong được một cần, chơi một cần trước anh em nhé. Cần kia buộc sau. Buộc vội. Cá đang vào ổ này. Thế hổ miệt. Rồi ok anh em ạ. Quả phao này nó bữa ấy, em dẫm vào thế là nó vỡ mất đây. Nát xì đào quá, khỏi đánh tạm. Đánh tạm thôi anh em nhá. Về thay phao mới sau. Cá đang cuốn. Cá đang cuốn anh em ơi. Rét quá các bác ơi. Này còn chặt thêm vài con nữa mới nóng người đâu. Này đi câu chung là thấy rất là may mắn ấy. Đống nội em chấm là rất là phê này. Cảm giác kéo cá to nó đã thay thế. Thank you.
dính màu vào vào lưỡi. Còn này hên đấy. À, tầm thịt chua này, mùa đông này cô tầm thịt chua này để dễ ăn hàng. Này là gió mùa về luôn. Thế quả mồi ủ chua này đánh mùa đông rất ok luôn. Đánh phê tít. À, đang cắn nhau rồi. Đang có hàng ngồi. Ý, đang nuôi các bạn. Đấy, chết ngay. Ui, ý, đặt nuôi cái này ra. Đóng ngay, hít rồi. Đóng rồi anh em ơi. Này, con gì đây? Ôi. Ui anh em, đóng. Chim. Ui, con chim sông. Ui, con này to luôn. Phê. Ui, qua thả phát xuống nào. Ui. Ra. Chạy đâu em? Này chạy đâu? Con này thì mày chạy đâu? Bự luôn anh em ơi. Lên. Về chưa? Nắm biên. Sầu thế. Sóng sầu quá các bác ơi. Nào là vừa nó con tập phụ. Con này nó khiếp lắm anh em ạ. Răng như răng người luôn này. Ôi này. Cái này em lấy cái cây em gãy không? Sợ cho tay nó đập phát này, hỏng hình ấy. Quả cao đều đéo này lên hàng. Ôi giời. Ok, let's go. Phê, úi ôi to chưa anh em ơi, phê chưa. Có thùng đây. Ok, lấy gấu to chưa anh em ơi. Đấy là rút kinh nghiệm, phải bỏ kia ra thì nó không dính. Đã quá anh em ạ. Sướng thế. Rửa cái tay cái đã. À. Mùa này anh em cứ mở ủ chua mà phang nhá. Rét mướt cứ chua mà phang, đóng hết. Tạo này câu hay đóng ở chim, giật cá chim xuống nhất đấy các bạn. Sóng nước mình mông giật cá phê quá anh em. Giờ buồn đái không dám bị đái này. Cái gì sợ nó lôi bất chợt đấy. Đã thế. Mấy con chó này lôi được đấy. À, giờ quyết định bị đái các bác ạ. Buồn đái lắm rồi. Các bác trông cần của em nhé. Ui mẹ, cá lô cần. Ui, cá lô cần. No.
À, em có giải thích các bác này, ở miền Bắc chỗ em thì không phải con sông nào nó cũng chảy được quá nhá. Nhiều sông nước ngọt chỗ em là cứ đứng nước, nó chỉ có thủy triều lên thủy triều xuống thôi, chứ nó không chảy như kiểu là trên thác đổ xuống như các sông ở trong miền Nam các bác đâu. Thế là miền Trung, các bác bảo là sông nó không có dòng chảy, là sông em chỉ có thủy triều lên xuống thôi. Nhiều hôm mà không có sóng gió thì mặt nước nó phẳng lắm. Hôm nay là gió mùa đông bắc về nước nó mới dập dành này, dập dành thì câu nhìn chóng hết cả mặt luôn đấy. Được cái là may sao này vẫn có hàng là may, dù này may mắn lắm rồi đấy. Thường test này đang ngồi 90% là món. Hôm nay sao nó cuốn ổ này, về thật. Cảm giác cá nó mút mút. Về phức tạp. Đét quá, test này ho này. Vừa thấy cái pháo bập bập này. Nó nháy nháy mà cá cắn không. Sóng này chung là chỉ có cầu lục là sướng này, nó phao không dập dành, cô đơn này nó cũng lỗi dập dành. Làm vài video cô đơn đổi món cho anh em xem nó thích mắt anh nhá, còn đâu là chủ đạo của em vẫn là đánh lục, mà nào sẽ đánh lục cần tay, tập trung chủ đạo đánh nó vào cái cần 10H, cần mới cho anh em xem cái chất lượng của nó. Hôm nay em đóng con cá đóng vào cần 10H này, cảm giác là nó chết chắc luôn, đóng cái nào nó mất dẫy, xong là cần rất là cứng để nhấc bổng nó lên bờ luôn đấy. Tất nhiên chẳng ai test cần thì cầm nhấc bổng cá nên làm gì, cần nó tuổi thọ nó sẽ giảm đi, mình câu thì chung là cũng phải lưng lưu nâng như nâng trứng hấm như hấm hoa nhỉ? Cứ cầm một cẩu lên hỏng hết hình, nhất là cần nó không gãy thì trục mình cũng yếu, mà lưỡi thì nó lại có lưỡi rồi. Bập bệnh lắm nha. Nhật này nó thay cái mồi anh em nhé, ngầm một lẫy rồi chứ có nào bảo. Sau cái vụ gỡ dây mất quá nhiều thời gian này, cá nó tản đi. Tưởng còn lại sót quá ấy. Ôi trời ơi, anh luôn. Ôi trời ơi. Đóng đóng. Ôi trời ơi, chim chim chim. Con này mới dậy mày lại có chim lại chim anh em ơi. Chứ là mắc ngay cái bụi rồi. Ra đi, ra đi. Mày à, đóng lại đơn anh em nhá. Này đóng lục mà mắc vào đây là dễ dễ mất. Còn quá chim chim anh em ơi. Chết giờ anh em ơi, đóng cũng cỏ, đóng hai lưỡi một lưỡi mắc ngay cây cỏ này đâu. Đấy mới chết chứ. Lội không lội rồi. Trời, con vét này không thể lội được. Cần lội lội đấy. Đây, lắm. Lưỡi kia đóng ngay cây cỏ đâu. Này đi kiếm cái cây gãy các bác ạ. Ôi, kiếm cây gãy rồi. Đổ cả máy.
Ôi, đập nó bắn nữa hết người. Ê, được còn chìm tí nữa anh em này. Phê quá. Chìm hồng nhá. Wow, chìm hồng nhanh quá. Cả ghế của kinh thật. Ô, chuyển máy và máy quay còn rơi cả anh em kìa. Dã man, phê quá. Ui dồi ôi, đóng đóng anh em ơi. Ui hàng hàng hàng. Ui đang đang. Cuốn nổ anh em ơi. Đang đang cần đóng luôn. Ui con này to chưa? Cuốn rồi. Ui gặp đàn chim rồi. Ui đang đang cần thể thao con này đóng luôn anh em ạ. Rồi. Đâu con?
Ôi thành quả của em anh em ơi. một thùng đầy luôn. Này, vãi toàn chim, con này phải 2 cân. 3 con mà các bạn. 3 chim 2 cân 100 cỏ anh em nhé. Này, cuốn hổ này là phê quá các bạn. Hãy còn đang thả. Tươi luôn, cáo tội là cá này nó đói quá. Không có gì ăn, đói gầy. Đói và gầy quá. Mà không sao, lên hàng ngon nó. Về thôi anh em ơi. Rét quá. Rồi. Về anh em ơi. Đây, cây cần này này đánh sướng thật. Cần này còn 10H nhẹ nhẹ hơn cây GVK8H của em đến một cảm giác như nhẹ hơn cả một nửa, nhưng mà nào phải về cân mới biết được. Nhẹ, ống nó khỏe hơn rất là nhiều. Nào khả năng nhập loại này về đánh lục 6H này bán cho anh em này. Loại này phê lắm anh em ạ. Về thôi, sướng quá. Này được này, cá cuốn hổ thật. Phê tay luôn. Đất mướt đi một chuyến xa ơi là xa, ra đất là xa xóm Hải Phòng anh em nhé. Mà chuyến rất là ý nghĩa. Hết đồ rồi. Bây giờ về nó cũng là cả một quá trình đấy. Thành quả anh em chúng tôi hôm nay là được một chấm cỏ 3 chim quá. Thì bây giờ mấy anh em thịt một chấm một con chim này cho vào nấu ăn quá nhá. Này tét quá.